kia kìa, các bạn có thấy không? Đó, cái ảnh hơi vàng vàng, hơi cũ cũ nhất, đấy chính là ảnh cưới của hai đứa mình nè. Thử thách ăn chua không nhan mặt bắt đầu. Đấy các bạn ơi, hai mẹ con mình đã có một đĩa, đây là khế chua nha, để xem ai sẽ là người ăn chua không nhan mặt nha. Vì như quả này thua mẹ chắc rồi. Nhìn này nha. Ok, mẹ sẽ chấm thật là nhiều một canh, tại vì thế này chua lắm các bạn ơi. Nào, em chấm nữa không? Ui, chấm nhiều lại kêu cay. 3, 2, 1 bắt đầu. Chua quá các bạn ơi, mới ăn miếng đầu tiên mà đã chua, chảy cả nước mắt luôn. Em còn nhìn chơi đều chân ra, em phải cắn đấy chứ. Nào nào, để xem em còn nhìn ăn chua nha các anh chị nhá. Ui, không nhăn mặt thật luôn. Wow, chưa nhăn đi. Nhăn đi. Ui, siêu đỉnh luôn. Thật á? Cay ơi mẹ. Cay. Thế cho một miếng nước. Wow, quả này là mẹ thua thật luôn rồi. À, ăn chua giỏi đấy. Nếu mà ăn thêm một miếng nữa thì mẹ mới công nhận. Đây cho em Quỳnh Nhi ăn miếng bé thôi. Đấy các bạn ơi, chua lắm. Các bạn nhìn thấy em Quỳnh Nhi ăn có chảy nước miếng không? Mẹ ơi. Chua quá. Các bạn ơi, Tết nhất thì ăn thịt này, ăn thịt, ăn cá nhiều rồi đúng không? Đây, cả nhà mình có một rổ hoa quả toàn đồ ngọt như thế này, nhưng mà để đây mãi rồi, có ai ăn đâu. Nhưng mà nhà được cây khế chua được 3 quả vặt, còn 2 quả nữa các bạn ạ. Thôi. Ôi trời, ăn cái này mới ngon này. Tuy là chua mặt, nhưng mà hai mẹ con vẫn thích ăn đúng không? Dạ. Thử nhá. Mẹ đừng nhăn mặt. Vừa chua vừa chát. Thôi Quỳnh Nhi ăn miếng nữa đi. Các anh chị nhìn em Quỳnh Nhi ăn này. Đấy, giỏi chưa? Mặt không biến đổi cảm xúc luôn. Ui, chưa thế. Cay quá. Chưa thế. Thôi, cho em miếng Quỳnh Nhi miếng táo này. Mẹ tuy chua nhưng mà vẫn thích ăn cái này. À đúng rồi các bạn ơi, dạo trước thì có mấy người không biết là mình với anh Hùng và lấy nhau đã có em Quỳnh Nhi rồi, nên là ngày hôm nay thì nhân tiện đây thì hai mẹ con mình sẽ làm một clip là tiết lộ ảnh cưới cho các anh chị xem được không? Được ạ. Tiết lộ ảnh cưới nha. Ảnh cưới đấy thì chụp cách đây tầm 7-8 năm rồi. Rất là lâu rồi nên là chưa công bố đâu, nên là chắc là mọi người đang rất là tò mò, háo hức luôn. Tí nữa nha các bạn nha, đợi mình ăn hết đĩa khế này đã. Đây các bạn ơi, đây là khu trưng bày ảnh của gia đình nhà mình nè. Bất tần tật những cái ảnh cưới và ảnh gì đẹp thì đều được treo ở đây hết. Kia kìa, các bạn có thấy không? Đó, cái ảnh hơi vàng vàng, hơi cũ cũ nhất, đấy chính là ảnh cưới của hai đứa mình nè. Ôi mẹ ơi. Dạ. Sao không có con? Sao không có con á? Nè, mẹ cưới từ 7 năm trước rồi mà em bây giờ mới có 6 tuổi thì lấy đâu ra con? Đâu, sao lúc ở đấy sao không có con? Thì lúc đấy làm gì đã có em đâu, mẹ đã sinh ra em đâu. Hả? Đấy các bạn ơi, em Quỳnh Nhi bây giờ lại đòi là sao không có em ở ảnh cưới của bố mẹ. Làm sao mà thế được, đúng không? Đấy, ủi đứng đây khéo ngã nha. Giới hen của em nữa. Ở bên này các bạn ơi, ở trên cái đồng hồ đấy chính là ảnh cưới để chụp gia đình bên đằng nội. Đấy, lúc đấy là cô Trang cũng chưa lấy chồng nốt. Cô Trang chưa lấy chồng mà cô Trang chỉ có một mình ở kia kìa. Còn đây là, đây là ảnh cưới của mẹ chồng nàng dâu nè. Đấy. Văn Hùng, Nguyễn Hằng Hà. Nó cũng kiểu cũ cũ theo thời gian rồi các bạn ơi. Nhưng mà cứ treo ở đây để cho gợi nhớ lại kỷ niệm, đúng không? Canh chị ơi, bên này
là ảnh cưới của cô Trang này. Đó, hai mẹ con kìa, cũng chụp tương tự như như chị luôn. Đây, ảnh cưới của cô Trang. Còn đây, đố các anh chị biết đây là ai? Một bạn gà này. Đây. Ai đây nhỉ? Đây là em Quỳnh Nhi lúc mới 10 tháng tuổi các bạn ơi. Bạn gà này, em Quỳnh Nhi là một con gà mà. Các chị có cái giấy khen của em nữa. Trời ơi, giấy khen Nguyễn Thục Quỳnh Nhi năm lúc Happy 5B. Lúc là 4 tuổi. Còn kia kìa, lúc em Quỳnh Nhi 10 tháng là cả gia đình nhà mình đi chụp ảnh sinh nhật cho em Quỳnh Nhi đấy. Thế á? Đây, các bạn có nhìn thấy không? Nhận ra không? Em Quỳnh Nhi đây này, lúc đấy mắt cũng to này, mặt tròn chưa? Nhưng mà tóc hơi ít thôi, bố Hùng này. Bố Hùng ngày xưa đây này các bạn ơi. Còn đây là mẹ Hằng. Lúc này thì chưa cả làm BBTV đâu. Đó, đây. Cả gia đình mình ngày xưa. À, và trong này các bạn ơi, trong này cũng còn ảnh cưới nữa. Nhưng mà mình đã in ra cái bức bé bé thôi. Nhìn này các bạn ơi, gia đình nhà mình còn có thêm một bức ảnh to ơi là to ở trên cùng nữa luôn. Đấy chính là chụp lúc đám cưới của cô Trang đấy. Đúng rồi anh chị ạ. Mà lúc đấy không chưa có em nhím nhở? Vâng. Lúc đấy chưa có em nhím. Đây, đi vào đây. Đây, đây cũng là ảnh cưới này các bạn ơi. Lúc đấy là thay đồ để mặc áo dài này. Anh Hùng lúc đấy nhìn gầy chưa? Khác hẳn so với bây giờ luôn. Còn đây là mình nè. Đấy, mặc áo dài xinh chưa? Còn đây là lúc mặc ảnh cưới. Đây là ngủ thật nha các bạn nhá, không phải là để đóng đâu nhá. Thật ra là lúc đấy đi làm công ty về mệt ơi là mệt luôn. Xong rồi là gì nhở, không được ngủ buổi tối, xong đi chụp ảnh luôn nên là thật ra là buồn ngủ thật luôn. À, lúc đấy là anh Hùng mới có hình như 5 mấy cân thôi. Người chụp ảnh bảo là nào chú rể cõng cô dâu trên vai đi để chụp, cuối cùng là chú rể không cõng được cả cô dâu luôn ý. Buồn cười không? Buồn cười. Tại vì lúc đấy chú rể gầy ơi là gầy luôn mà. Nhưng mà các bạn ơi, lấy vợ xong tầm 3 tháng lên 10 cân luôn mà. Thế anh chưa? Đây, đây là ảnh cưới. À quên, đây là ảnh tốt nghiệp của em Quỳnh Nhi này. Mẹ đây còn chưa cả bóc ra luôn. Đó. Đây nữa. Đây là ảnh bên lúc sinh nhật của em mà. Ở dưới này nữa nhưng mà nó ở đâu? Nhiều ảnh lắm nhưng mà nhà treo quá nhiều ảnh nên là bây giờ cứ để đấy thôi đã, để đấy cho mới đã. Đó, để đi xem là có ảnh nào để khoe với các bạn nữa nhá. Vâng. Đây các bạn ơi, đây những bức ảnh thời chụp 7-8 năm trước nè. Đúng rồi. Ê, lúc đám cưới mẹ. Đây là lúc mẹ mới về nhà. Đây là nhà còn nhà cũ này. Mẹ đang gì nhờ, mẹ đang thắp hương. Đúng rồi, thắp hương ở trên bàn thờ nè. Đây, đây cũng là ảnh đám cưới nè. Đố con biết ai đây? Con không biết á, thế ai bên này? Cô Trang. Đây bên là bà Hương này, mẹ anh Bon này. Vâng. Bà Hương đây, bây giờ cửa cũng thay đổi ý các bạn, tận mấy năm rồi mà. Còn dưới này, đây, ai đây? Ai đây? Ai đây đã? Bố. Đây này các bạn ơi, bố Hùng ngày xưa đây này, gầy chưa? Còn mình đây này, các bạn thấy hai người có khác so với bây giờ không? Đấy. Còn bên này là anh Đức này, anh Đức bây giờ đang ở bên Hàn Quốc hay Nhật Bản gì nhỉ? Đấy, anh cũng đi mấy năm rồi đấy. Đây là ai? Nhìn như Bác Thêm. Đúng rồi, đây là Bác Thêm. Còn đây là ai nào? Đây là Bác Định. Bác Định. Rồi, đây. Ai đây? Bác Thêm. Ai bên này? Các bạn đây nhìn. Thảo. Đúng rồi, đây là em gái của mình này, em gái ruột mình luôn. Hai chị em này các bạn nhìn thấy có giống nhau không? Đó, đây là bố Hùng. Còn dưới này là gia đình nhà đằng nội này. Cô Trang, cái ảnh này là lúc phóng ảnh to ở trong nhà đây. Cái ảnh phóng ảnh to vừa rồi đấy. Đúng. Đấy, Quỳnh Nhi thấy mẹ ngày xưa với mẹ bây giờ bên nào xinh hơn? Còn đây nữa các bạn ơi. À đây. Bây giờ hay ngày xưa xinh hơn? Bây giờ xinh hơn á. Rồi, à đây này, bà nội ngày xưa này các bạn ơi. Bà nội ngày xưa lúc 2016 ấy, nhìn trẻ nhờ, nhìn ăn chơi nhờ. Bây giờ bà ít ăn chơi hơn rồi. Mẹ ơi, dạ. Đây là ai? Ồ, đây là ai á? Các bạn ơi, đây là gia đình đằng nội và gia đình đằng ngoại này. Thế mà em Quỳnh Nhi không biết đây là ai luôn. Đây là ông ngoại này, ông nội này, bà nội này, cô Trang. Đây là dì Thanh còn gì nữa.
Thế mà em Quỳnh Nhi không nhận ra dì Thanh rồi. Dì Thanh ngày xưa là bé nhất luôn. Đây là ai? Bác Tùng, Minh Đây. Đúng rồi đó. Đây là thiếu mỗi bà ngoại thôi các bạn ơi. Tại vì bà ngoại không được đi mà. tại sao? Tại vì theo quan niệm ngày xưa đấy chính là đám cưới của con gái thì cha đưa mẹ đón. Tức là cha của cô dâu là đưa, còn mẹ của chú rể sẽ là đón. Mà nếu mà mẹ của cô dâu đi thì người ta kiêng đấy, nên là ngày xưa bà ngoại không được đi. Đây. Đây là lúc Trao anh Hùng trao nhẫn cho mình nè các bạn ơi. nhẫn Đó. nhẫn như nào mẹ? Nhẫn á, bây giờ mẹ cũng không đeo nhẫn nhẫn cưới nữa rồi. Còn đây là hai chị em là chụp với nhau. Đây là chụp với hai bà. Đây. Cụ của con đấy. Ừ. Đây. Đây là chụp với bố mẹ chồng các bạn ơi. Đấy. Các bạn nhìn thấy thế nào? Kiểu là 7 8 năm rồi nên là bây giờ chuẩn bị năm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới là còn gì? Lâu chưa? Hồi xưa Đây còn là nhiều 7 nữa năm này. ngày cưới. Hồi xưa 7 năm ngày cưới, đây là cái ảnh mà mình phóng to ở trong nhà nè. Đây là lúc mẹ chồng bố mẹ chồng trao quà cho con dâu và con trai. Còn đây là hai vợ chồng chụp trong phòng cưới, cái phòng đấy ngày xưa thôi, bây giờ ở trên nhà cũ các bạn ơi, bây giờ không còn nữa rồi. Ai Hay chà. à. Nhìn lại những kỷ niệm ngày xưa thấy nhớ quá các bạn ơi. Mới thế mà cũng đã lấy chồng được 7 Năm năm rồi. Hơn 7 năm rồi. Nhanh nhỉ. Bây giờ mày Hằng đã có thêm một em bé công chúa xinh như thế này rồi mấy tuổi? Sáu tuổi à. Em hơn 6 tuổi rồi, bước sang tuổi thứ 7 rồi. Gần Rồi. chứ. Gần chưa trời. Mong là cả gia đình nhà mình luôn yêu thương nhau hạnh phúc như bây giờ nhỉ. Vâng. Cố gắng làm. Cho em Quỳnh Nhi lên chức chị Vâng. nhá. Em Quỳnh Nhi có thích lên chức chị không? Không biết là các bạn có mong không nhỉ? Mẹ bố mẹ cũng mong lắm, cả gia đình mình cùng cố gắng nhá. Yeah, cố gắng ơi. Đây các bạn ơi, bây giờ em Quỳnh Nhi sẽ dắt chó đi dạo. Ui, cẩn thận nó là con chó này là con chó kiểu đang lạ lạ, kiểu nó cũng như này nên là đang nghịch lắm. Em Quỳnh Nghịch Nhi cứ ơi coi. là nghịch. Đấy, bây giờ cho em Quỳnh Nhi dắt chó đi dạo. Tự dắt đi, để xem là con chó này có quật được em Quỳnh Nhi ngã không? Hay là em Quỳnh Nhi ấy không? Nào. Cho em ấy đi Dạ đi. Cho đi đi đái đi. Ui giời, ui giời. Đấy, cứ đòi mẹ là mở chó ra để dắt đi dạo đấy. Bình thường ở ngoài Hà Nội là thấy nhiều người kiểu nuôi chó cảnh ấy, cũng là dắt đi như này. Đi ra ngoài này mà. Đi ra ngoài này con. Đấy, cho chó đi dạo. Hay là mình nuôi mang con này xuống Hà Nội nhá. Sao? mẹ bạn em ý bảo là bao giờ cho nuôi hamster rồi, không thể là cho Trời ơi, mà có một mẹ mẹ của bạn nhím ấy hứa hẹn là mua cho con một con chuột hamster nên là bây giờ vẫn còn nhớ mãi luôn. Sợ là vừa nuôi hamster vừa nuôi chuột chó nên là con chó sẽ xử luôn con hamster đúng không? đi chơi Đi chơi đi. Đi. Con chó này ăn Tết cũng béo ù ra luôn. Đi nào. Đi chơi đi chơi, con cứ dắt nó đi xong rồi nó đi theo mà. À, về quê cảm giác yên bình quá các bạn ơi. Đây, ở đây là ngày xưa còn nướng gà nướng vịt, ở đây bây giờ nước vào rồi sắp cấy luôn, sắp cấy đến nơi rồi. Sao đây? Em cười nhi. Thế từ giờ đừng đòi nữa nhá. Wow. Các bạn ơi, đây có một cái cây hoa đu đủ này. Đu đủ này là đu đủ đực, chỉ có hoa thôi, không có quả. Cái hoa này rất là quý luôn. Đi đây. Đây là chó dắt người đi dạo chứ không phải là người dắt chó đi dạo nữa rồi. Chị ơi, em đặt tên cho chó em tên là Đu Đu. Đu Đu ơi, hay là mắt cha? Không, mắt cha đi. Lại tên gì mắt cha hả? Rốt cuộc là tên gì nào? Mắt cha. Mắt cha hả? Không biết con chó này là chó đực hay chó cái đây? Mắt cha là con cái, con đực đấy con. Mắt cha con cái. Con cái à? Ui, thích thế. Ui, ui, ui. Con vứt vứt đi. Cho nó nghe lời đi. Đây các bạn ơi, nằm ơ, nằm ơ. Đấy, Vứt vứt cho rất nó là nghe ngoan lời đi. luôn.
mắt cha nằm im đấy. Hay em này rất ngoan nhá. Các bạn ơi, nhìn thấy bạn này có ngoan không các bạn? Mình cần sờ cái này làm im rồi. Đấy. Thích, nhờ, thích mắt xoa này này. Thích đấy. Mắt xoa. À hôm nay hay là mình làm thử thách 24 giờ nuôi nuôi cún đi. Ok. Ok không? Chị thích làm em Quỳnh Nhi làm video thử thách 24 giờ nuôi cún thì các anh chị nhớ comment ở bên dưới nha. Ok. Em Quỳnh Nhi thích nuôi động vật cực kỳ luôn. Thôi bây giờ để gia đình nhà mình vào đây cho em Quỳnh Nhi tập không là chó dắt người đi đâu không biết luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của gia đình nhà mình nha. Nếu mà các bạn muốn xem nhà mình làm cái gì nữa thì nhớ comment ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.